Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay ngày 22 tháng 4 năm 2020, mình tiếp tục gửi cái đơn hàng cho anh Thắng ở Hà Nam. Cái đơn hàng của anh là gồm 2 cây trang vàng, 2 cây trang hồng, 1 cây trắng, tổng cộng là 5 cây. Thì tất cả mình đã ship vào thùng hết rồi các bạn. Thì đây cái thùng còn khoảng trống thì mình có để chim mấy cái khoảng trống cho cây đừng có lắc qua lắc lại. Đây là Mỹ Hồng. Bây giờ mình sẽ đóng cái thùng này lại để đơn vào và đóng lại. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã xem cái video ngắn mình gửi 5 cái cây này cho anh Thắng ở Quảng Nam. Ủa, ở Hà Nam chứ. Mình kết thúc video ở đây. Chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn sức khỏe nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.